Xin chào mấy chú cô, một ngày mới tốt đẹp. Chúc đại lúa, xin chúc cho mấy chú cô chúc mùa được giá vụ đông xuân. Là cái này giống lúa OM18, là hôm trước mình có quay xịt diệt mầm đó. Xịt diệt mầm là một loại thuốc là sulfit cộng cơm cát, rồi bữa nay là giai đoạn xịt cỏ lớn đó, xịt hai thứ biotin với cantanin đó, cộng thêm tata bù lạch mò đó. Lúa bữa nay là được 7 ngày đó. Giờ mình quay mấy cái hiệu thuốc cho mấy chú cô xem. Thôi để con rồi còn xịt miếng kia nữa. Mơ xịt đắng nữa mà. Mơ xịt đắng hả? Mai mốt, mốt đi đại ca ơi. Căng tên yên. Cái này xịt 120, xịt sớm tốt, lên nước ngâm hoài. Này bà đi tiên xịt 60 hai thứ cộng vô. Thằng lấy hai chai này đi ngang ơi, hai chai này chai đỏ. Bà đi tiên nè. Ta mò bù lạch sâu vậy. Thường thường gói này xịt ngựa thì 5 bình, còn ai thì săn thì xịt 3 bình cũng được đó, nếu bị nhiều thì 2 bình. Dạ, gói đó xịt mấy bình, nếu xịt ngừa nhẹ thì 5 bình. Còn còn nếu mình trung bình là nó 3 bình đó gói. Còn nếu mà nặng là lúa mình vàng quá là xịt một thẻ đó 2 bình à. Đó là mình tăng lên cho nó chết. Mà lúa này đâu có bị gì nhiều đâu. Này xịt ngừa thôi. Đợi xịt 3 cái thuốc cỏ vô là lúa mình nó sừng lại nè. Là lúa này được 7 ngày. Hôm hổm mình cũng quay đó 4 ngày xịt 4 ngày là xịt diệt mầm, mà xịt có một loại sulfit với cộng cơm cát. Rồi bữa nay là 7 ngày. 7 ngày xịt hai loại thuốc cỏ, biotin với cantanin. Mà biotin thì xịt có 60 cc thôi. Với cantanin. Cantanin thì sẽ có 120 à. Mà chắc thì ổng cũng tính là hai thứ cộng lại là 180. Thì cũng tùy theo chủ ruộng muốn xịt sao xịt đó. Có người thì ta xịt đậm không chừng đó. Như mình xịt cho mấy ông chủ khác đó là 200. Đất này là xịn nhiều mấy chú cô. Đó, lúa 7 ngày, bữa hổm có cộng cơm cát, cũng có mấy cây ở dưới nó mới trồi lên đó mấy chú cô. Cây này nhỏ này nè đó. Lúa 7 ngày thì như vậy thì cũng được, của em cũng mạnh. Mà đất này thì nó xịn nhiều cho nên lúa nó nằm nó hơi bị nghẹt đó. Nó hơi bị nghẹt mấy chú cô đó. Mà lúa này thì nó lên cũng bữa nay thì nó lên cũng đều. Có mấy cái hột thì nó lún sâu quá, bữa nay nó mới trồi lên nổi đó. Theo lúa này thì cỡ mười mấy ngày là nó dày lắm, nó còn trồi lên nữa kìa, nó như mấy cái dũng dũng đó đó.
Đó, mấy cái dũng đó nó trồi lên nhiều quá luôn. Đó. Hôm hổm thì xịt diệt mầm giờ có mấy cây à. Bữa nay nó trồi lên nhiều rồi. À, lúa này thì thấy hiện tượng nó cũng không có mò bù lạch gì nhiều cho nên xịt cũng ít. Bữa nay mấy anh em này xịt ba lô với một lát nữa xịt trái chưa gì đó xuống dưới kia xịt diệt mầm. Mà khu này thì xuống giống coi là hết rồi mấy chú cô ơi. Đó. Dài cây số. Chiều lên cây số chỉ dài 2000 m, 2 cây số. Này khu đất Chi Tôm An Giang. Cái này mình cũng nói về xã luôn, cái này thuộc về xã Vĩnh Phước. Khu này là gần dưới Kiên Giang. Cho nên vùng đất ở đây cũng còn xấu. Nó cũng không có bằng phẳng. Đây là đất lô không à mấy chú cô. Đất lô không à, lô gì là 20 công tầm cắt, là 30 công tầm điền mình đó. Tính theo một ruộng là 20 công cắt. Tại vì nhà nước đo tính 30 công tầm điền là tính bờ kinh luôn, bờ mẫu rồi hết. Đó, nhưng mà là đất thì chỉ có 27 công thôi, 27 công mấy, 27 công tầm nhỏ thôi, trên mặt ruộng là 20 công tầm cắt, công ngày 296 mét vuông đó chú cô. Này nổi gió lên này nè. Mình cũng theo thì chủ hổm mình cũng xịt 3-4 chủ đó, thì có 3 chủ đó xịt cùng một loại thuốc mà xịt có một loại một thôi. Nó là xịt cantanin, hồi nhỏ thì xịt taco diệt mầm, rồi lúa 7-8 ngày xịt cantanin mà xịt một loại, rồi có chủ này thì cũng chỗ này thì xịt hai loại thuốc, xịt Baletin với xịt Antonin. Đó, mà Baletin thì xịt yếu lắm, xịt có 60 thôi, còn Antonin thì 120. Đó, rồi cộng thuốc mò bù lạch. Mình cũng xin nhắc lại, này là giống lúa OM18, xạ giống công 25 kg, công gần 296 mét vuông mấy chú cô. Bữa nay giai đoạn 7 ngày xịt cỏ lớn, xịt hai loại thuốc cộng bù lạch mò. Video đến đây là hết. Xem và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Đại Lúa. Xin chào và hẹn gặp lại.